Em xin kính chào toàn thể các bác anh, các quý anh đang xem video. Vâng. Tiếp tục với chương trình giới thiệu xe lăng, thì hôm nay em vừa về một chiếc xe lăng điện Komatsu FE25-1. Mẫu xe lăng chạy bằng nhiên liệu điện đấy các bác nhá. Chạy bằng điện, pin khô. Dòng này thì là pin khô, FE là pin khô, còn FB và là pin nước. Dòng FE đây thì là có hỗ trợ sạc nhanh này và có cái tuổi thọ pin và cái dung lượng pin rất là lớn, 4 đến 5 giờ hoạt động rất là ok. Đấy, chuyên dùng trong các cái nhà xưởng địa hình bằng phẳng. Các bác nào mà nhà xưởng công ty thì có thể tham khảo và quan sát chiếc này. Đấy, chiếc này thì nó bán với mức giá là hơn 200 triệu. Đấy. Nhìn 200 các bác có nghe em này rồi. Có cái tháp 4 m nguyên bản và có dịch giá di chuyển bằng 4 ốp đặc. Đấy, có đèn chớp này. Xe thì tình trạng nguyên zin sơn si, nhập nhật nguyên trước, giấy tờ đăng kiểm đầy đủ. Suất hóa đơn VAT rất là cao. Các bạn nào làm công ty thì có thể tham khảo. Càng chiếc này thì là 1.2 này. FE25-1 đời đầu luôn của Komatsu này. Komatsu đời cao 2018. Lốp cũng rất đẹp luôn, lốp đặc này. Lốp đặc. Trước sau sơn vỏ nguyên zin hết. Xe thì đã qua đăng kiểm, có đèn chớp này, tháp 4 m, dịch giá nguyên bản, tiêu này. Xe thì em chưa có bảo dưỡng, các bác lấy thì em bắt đầu bắt tay bảo dưỡng sau. Cái tiêu nó rất là sáng luôn này. Xe lăng điện, tháp nguyên bản của Komatsu. Các bác lưu ý là xe lăng dầu là bắt đầu từ 2015 là họ không sản xuất nữa. Hết năm 2015 họ không sản xuất xe lăng dầu nữa. Một là bắt đầu từ 2016 là một là xe lăng điện, hai là xe lăng dầu kim phun điện tử. Đấy, các bác lưu ý cho em. Còn đây là xe lăng điện đời đầu là chưa một này. Đấy, đây là số khung xe mà để đăng kiểm này. Sản xuất là tháng 6 năm 2018 này, đời rất. Hoạt động chiếc này thì 7.697 giờ. Đấy. Cứ mở lên là chạy thôi, có ba tay trang này. Đấy. FE pin khô. Sơn zin toàn bộ luôn các bác nhá. Sơn zin toàn bộ. Lái trợ lực. Chiếc này thì đang lái trợ lực. Đấy, em mở lên cho bác xem phần này. Phần cốp của xe. Đây. Phần cốp của xe này. Sơn zin toàn bộ luôn, rất đẹp. Tình trạng xe còn rất là mới. Xe này thì em có bảo hành cho các bác nhé, bảo hành dài hạn cho các bác. Đấy, hỗ trợ vận chuyển này. Đấy, bảo dưỡng, bảo hành. Trước khi lấy xe thì em sẽ bảo dưỡng toàn bộ máy cho các bác. Toàn bộ xe xem là phớt phủ rồi là cái phần chi tiết nào cần làm sẽ làm hết cho các bác. Hoặc là cái ghế này là ghế nguyên zin theo xe này, ghế Komatsu nguyên zin theo xe này. Đấy, các bác lấy thì có thể đi bọc lại. Đấy. Có dịch giá luôn, sẽ vận hành xe cho các bác xem. Lái cho các bác. Đấy. Xe điện này có ưu điểm là không bị tiếng ồn này. Ưu điểm rất là lớn so với xe lăng dầu và xe lăng xăng, rất là không tiếng ồn này. Tiết kiệm nhiên liệu này, so với cả nhiên liệu xăng và dầu bây giờ lên rất là cao. Để xe điện một là một cái giải pháp rất là hữu ích cho bác xem. Chạy thì giờ tối đa là khoảng 25 km/h, đấy là giờ nhanh nhất. Còn song xưởng thì các bác lên chạy với tốc độ là 10-15 km. Tháp 4 m nguyên bản, rất đẹp luôn, giá rất là hợp lý luôn ạ. 2,5 tấn, tháp 4 m, có dịch giá mà giá chỉ hơn 200 đâu. Các bác nào mà ưng ý thiện chí thì có thể qua em xem xe trực tiếp. Địa chỉ kho bãi ở mặt đường quốc lộ 17, phố Tam Á, phường Gia Đông, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Bãi xe lớn nhất tỉnh Bắc Ninh nhá. Bên em thì sẵn xe đang xăng, dầu, điện và ga. Đây là cái cục sạc sạc sáng nhanh này. Đây, cục sạc này. Khi bán xe này sẽ kèm theo cái cục sạc này cho các bác. Cục sạc đây các bác nhé. Đây là cục sạc của xe.
của Masu. Thuế đầy đủ các bác nhá. Đấy, các bác quan tâm thì alo với em cho qua số điện thoại 0379875765. Em để bên dưới có màn hình ạ. Đấy, trân trọng cảm ơn các bác đã theo dõi và ủng hộ kênh cho em trong suốt thời gian qua. Xin kính chúc các bác thật nhiều sức khỏe. Xin hẹn gặp lại các bác ở trong những video tiếp theo.